Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Kính thưa quý vị, điều mà chúng ta quan trọng nhiều nhất đó là vấn đề kinh tế liệu có phát triển tại Hoa Kỳ tiếp tục gia tăng hay là không. Một trong những sự kiện đưa đến vấn đề phát triển kinh tế giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc qua cuộc bàn đàm phán về thương mại hiện nay đang diễn ra tại Bắc Kinh. Như Huyền theo dõi trong những ngày qua thì cuộc đàm phán hôm nay đã đi đến đâu thưa Huyền? Ba ngày đàm phán Hoa Kỳ và Trung Quốc đã nhằm kết thúc một trận chiến thế quan và tốn kém vào ngày thứ Tư ở trong tuần vừa rồi. Và Tổng thống Trump đã ghi ra một cái thái độ rất là lạc quan, là ông nói rằng mọi việc tiến triển rất là tốt giữa hai nước và không có thông tin chi tiết nào được công bố ngay lập tức, ngay bây giờ. Nhưng cổ phiếu đã tăng sau khi cái cuộc đàm phán này, là cổ phiếu của Hồng Kông đã tăng lên 2.1 và Tokyo đã tăng lên 1.1%. Và một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cho biết rằng tuyên bố các cuộc đàm phán đã được kết thúc, và ông cho biết chi tiết và mọi khuyên tuyên bố chính thức sẽ được ban hành ngay sau đó. Và các cuộc đàm phán đầu hôm thứ Hai và cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên kể từ khi Tổng thống Trump và người đồng cấp Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã đồng ý sau vào ngày 1 tháng 12 để đình chỉ hành động tiếp theo đối với hàng nhập khẩu trong 90 ngày, trong khi họ đàm phán về các khiếu nại của Mỹ rằng Bắc Kinh đã ăn cắp hoặc là gây áp lực cho các công ty bàn giao về việc công nghệ. Kính thưa quý vị, những cuộc nói chuyện với Trung Quốc đang diễn ra rất tốt đẹp. Washington muốn Bắc Kinh thay đổi kế hoạch tạo ra các nhà lãnh đạo Trung Quốc về robot và các công nghệ liên tiếng khác. Các quan chức Trung Quốc đã đề nghị Bắc Kinh có thể thay đổi các kế hoạch công nghiệp của mình, nhưng từ chối áp lực từ bỏ những gì họ coi là con đường dẫn đến sự thịnh vượng và âm hưởng của toàn cầu. Các quan chức Trung Quốc đã đề nghị Bắc Kinh có thể nên thay đổi tất cả những sự việc mà hiện nay họ đang điều hành một chính sách kinh tế của họ. Không bên nào đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy vị trí cơ bản của họ đã thay đổi. Các nhà ngoại giao và cũng như là tất cả các nhà kinh tế đã cho rằng con số 90 ngày là quá ngắn hạn để giải quyết tất cả những cuộc xung đột hiện nay đang mắc phải về vấn đề kinh tế giữa hai quốc gia. Ngay cả khi có một thỏa thuận được ký kết, những người bán hàng rong thường xuyên hơn ở trong Nhà Trắng. Kính thưa quý vị, tất cả những cái vấn đề mà họ cho rằng là tất cả những người ở tại Nhà Trắng là những người không có quan tâm nhiều đến vấn đề kinh tế hiện nay đang diễn ra tốt đẹp giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Xuất khẩu của Trung Quốc càng sang Hoa Kỳ đã có nhiều dấu hiệu cho thấy tăng lên trước khi hàng rào thuế quan có thể thiết lập từ đến trong gói hàng 250 tỷ đô la từ 10 cho đến 25%. Và Trung Quốc đã áp dụng các hình phạt đối với 110 tỷ đô la hàng hóa của Mỹ và đã làm chậm bớt tất cả những cái thủ tục hải quan cho các công ty Hoa Kỳ và đình chỉ cấp giấy phép trong các trong vấn đề gọi là các doanh nghiệp được đề nghị làm việc tại Trung Quốc. Trong khi cuộc đàm phán thương mại kết thúc thì các quan chức kinh tế hàng đầu Trung Quốc, đó là ông Thủ tướng Lý Cường, đã có một cuộc gặp gỡ với giám đốc công ty Tesla, đó là Elon Musk. Cái cuộc gặp gỡ này diễn tiến như thế nào thưa Như Huyền? Thưa quý vị, như anh Trọng cũng nói rằng CEO Elon Musk là thương hiệu xe điện Tesla lớn nhất, và ông Lý cũng đã nói rằng chúng tôi hy vọng có thể được chỗ đứng vững chắc, mở rộng thị trường, và ông ta đã nói điều này với là CEO Elon Musk trong cuộc họp tại đại lễ đường nhân dân và trụ sở của cơ quan lập pháp Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng công ty bạn sẽ trở thành một trong những tham gia lớn và chuyên sai trong thị trường của Trung Quốc. Và Tesla đã đột phá vào tuần này tại Thượng Hải về nhà máy đầu tiên của mình bên ngoài bên Hoa Kỳ. Và Musk cho biết việc sản xuất Model 3 là chiếc xe điện hiện tại đang sản xuất và bắt đầu vào cuối năm nay tại Thượng Hải, và Trung Quốc là thị trường xe điện lớn nhất và đang khuyến khích mạnh mẽ sự phát triển của nó. Và năm ngoái nó đã chấm dứt các hạn chế đối với quyền sở hữu của nước ngoài và các nhà sản xuất EV để giúp thúc đẩy tăng trưởng ngành công nghiệp vào tháng 7. Và Tesla đã công bố về kế hoạch xây dựng cơ sở Gigafactory 3 tại Thượng Hải, và Bắc Kinh đã cố gắng giảm bớt áp lực từ các đối tượng thương mại của mình để có nhiều thay đổi sâu rộng hơn bằng cách nhượng bộ các quy định đầu tư và đẩy mạnh mua rộng nền và khí đốt và tự nhiên và xuất khẩu
khẩu khác của Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thống Trump chính thức phụ trách các cuộc đàm phán và đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer đã tập trung các thúc ép Bắc Kinh loại bỏ hoặc thay đổi các quy tắc mà Washington nói rằng ngăn chặn truy cập thị trường hoặc giúp đỡ các công ty Trung Quốc không đúng cách. Kính thưa quý vị, đó là kết quả của 3 ngày gặp nhau giữa hai phái đoàn thương mại Trung Quốc và Hoa Kỳ. Lại tuy nhiên, đến bây giờ thì chưa có những tin tức chính thức và tất cả những cái dự kiện rõ ràng về kết quả của cuộc đàm phán. Nhưng dù sao đi nữa thì Tổng thống Donald Trump cũng đã tuyên bố một lời là chúng ta đã đạt được những thành quả tốt đẹp. Vậy chúng ta chờ xem liệu hàng rào thuế quan có đưa lên từ đến 25% để ngăn chặn tất cả các hàng hóa Trung Quốc. Liệu vấn đề ăn cắp trí tuệ của Trung Quốc có còn dừng lại, có được dừng lại hay là vẫn tiếp tục đi đến một cái con đường gọi là làm hủy hoại nền kinh tế toàn cầu. Và kính thưa quý vị, vấn đề Tesla của ông Elon Musk hình như đã có những cái căn bản chính thức và việc xây dựng một cái nhà máy ở Hải Thượng Hải về Tesla Model 3 đã được dựng lên. Và trong tương lai thì vấn đề xe điện là một trong những cốt lõi của vấn đề giao thông của tại Trung Quốc, khi mà tất cả những cái sự gia tăng và khó khăn về vấn đề dầu hỏa càng ngày càng gia tăng tại Trung Quốc. Liệu những sự kiện này có mang lại một cái thành quả tốt đẹp về vấn đề gọi là trao đổi mậu dịch giữa hai quốc gia Hoa Kỳ và Trung Quốc hay không? Nhưng khi chúng ta nói đến Trung Quốc thì chắc là chúng ta phải nói đến một trong những dự kiện mà thế giới cũng luôn luôn đề cập đến về vấn đề Trung Quốc với tất cả những người Duy Ngô Nhĩ hiện nay đang bị biên giam giữ tại Tân Cương. Ngày hôm qua thì Trung Quốc đã đưa ra cho phép là 2.000 người dân tộc Kazakhstan có thể rời khỏi khu vực Tân Cương. Và Trung Quốc đang cho phép hơn 2 người dân tộc Kazakhstan từ bỏ quốc tịch Trung Quốc và rời khỏi đất nước. Bộ Ngoại giao Kazakhstan cho biết trong một dấu hiệu cho thấy người ở thấy ở Bắc Kinh có thể bắt đầu cảm thấy phản ứng dữ dội trước sự đàn áp của những người Hồi giáo ở trong khu vực Tân Cương. Vấn đề việc giam giữ người Duy Ngô Nhĩ và người Kazakhstan và các dân tộc thiểu số khác trong các trại gọi là thực tập là một vấn đề nhạy cảm ở nước láng giềng Kazakhstan, là một quốc gia Trung Á gồm có 18 triệu dân. Trung Quốc đã là một đối tác thương mại lớn và các phương tiện truyền thông đã bị nhà nước hạn chế Kazakhstan và thường tránh thông tin đưa về những cái tin về quốc gia này. Những nhà hoạt động nói rằng áp lực hành động đã tràn đầy sau khi một cái câu chuyện đã được hãng thông tấn AP đưa ra về vào các trại giam tập trung ở tại vùng Tân Cương đối với những người Duy Ngô Nhĩ. Văn phòng báo chí của Bộ Ngoại giao trong một phản hồi qua email đã xác nhận các báo cáo của truyền thông Kazakhstan vào tháng 12 rằng Trung Quốc đã đồng ý để cho 2.000 người dân tộc Kazakhstan rời đi. Và họ nói không ai có thể rời đi, tại sao lại phải ra đi? Nhưng ngày hôm nay thì họ đã chấp nhận một cái giải pháp để cho tất cả những người này ra đi, thưa Duy Việt. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã không trả lời theo yêu cầu bình luận về vấn đề này. Và chính quyền Trung Quốc tại Tân Cương đã phát động một chiến dịch giám sát và giam giữ lớn, đã càn quét hàng trăm ngàn, có thể hơn 1 triệu người vào các trại giam. Và những người bị giam giữ trước đây đã nói rằng họ bị buộc phải từ bỏ văn hóa, đức tin của họ và chịu sự truyền bá trị từ Trung Quốc. Và các vụ giam giữ đã khiến cho một cộng đồng chặt chẽ những người Kazakhstan gốc Hoa sống ở Kazakhstan. Nhiều người đã rời Trung Quốc để theo đuổi các cơ hội kinh doanh trong thương mại hoặc giáo dục con cái của họ tại các trường học Kazakhstan khi hạn chế được thắt chặt tại Tân Cương. Và hàng trăm người mất liên lạc với người thân ở Tân Cương, và có nhiều người bắt đầu viết thư và tham dự các cuộc họp báo và hy vọng rằng các cuộc công khai lớn sẽ giúp đưa người thân của họ về nhà. Kính thưa quý vị, đó là chuyện những người Duy Ngô Nhĩ và Kazakhstan ở tại biên giới Tân Cương. Đến bây giờ thì ngay trong lúc ngày đầu tuần vừa qua, chúng tôi đã nói đến với quý vị chuyến đi của ông Ngoại trưởng Pompeo đến tất cả của một vài quốc gia ở Trung Đông. Và ngày hôm qua thì chuyến đi của ông Pompeo đã dừng lại tại Iraq. Và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael Pompeo đã đến thăm Iraq hôm thứ Tư trong một cái điểm đứng không báo trước trong chuyến công du của ông ở tại vùng Trung Đông. Đây là một trong những sự kiện nhằm thúc đẩy vị trí đường lối cứng rắn của Nhà Trắng trên vấn đề gọi là triển khai vấn đề rút quân ở tại Syria. Chuyến đi đã diễn ra trong những bối cảnh về có những tuyên bố mâu thuẫn của Tổng thống Donald Trump và các quan chức cao cấp của Hoa Kỳ về kế hoạch rút quân của Hoa Kỳ tại Syria, nơi Iran đang ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad trong một cái cuộc nội chiến mà đã diễn ra từ lâu. Ngoại trưởng Pompeo và Thủ tướng Iraq đã có một cái cuộc thảo luận trong những cái nỗ lực nhằm bảo đảm chặt bại thất và nhằm bảo đảm chặt chẽ về những thất bại đã có thể xảy ra ở trong khu vực mà sự liên hệ mới đến với nhóm du kích của nhà nước Hồi giáo. Và sau đó thì ông Ngoại trưởng Pompeo đã lên đường tới Le Caire để có một cuộc gặp gỡ với các viên chức Ả Rập trong cuốn trình hành trình của ông
kéo dài trong một tuần lễ tại các quốc gia ở tại vùng Trung Đông. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua cà phê sáng và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.